Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của FBI Entertainment. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin miễn phí, một công cụ de-esser miễn phí, đó chính là T-de-esser. Như chúng ta biết là khi chúng ta phát âm thì có những cái chữ như kiểu là T, C, H, S nó phát âm quá lớn và gây chói tai. Bởi vậy là chúng ta sẽ sử dụng công cụ de-esser để loại bỏ chúng đi bằng cách giảm âm lượng của chúng. Và tất nhiên là các công cụ de-esser nó còn có nhiều các chức năng khác hơn thế. Nếu các bạn muốn quan tâm là de-esser nó có thể làm được những cái điều gì thì bạn có thể đăng ký hội viên để các bạn có thể xem điều này. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái plugin miễn phí của hãng Tech Evasion. Tuy nói là một plugin miễn phí nhưng thật ra nó là một bản rút gọn làm lược bớt tất cả những vấn đề của bản Pro đi để cho các bạn dễ dàng sử dụng hơn mà thôi. Hay nói khác là nếu bạn muốn sử dụng chức năng của de-esser nó nhiều hơn nữa thì bạn có thể bỏ tiền ra để bạn mua bản Pro. Bản miễn phí này về hiệu năng, về khả năng xử lý, về thông số tính toán hoàn toàn giống như bản Pro, nhưng nó chỉ giảm bớt chức năng thôi. Như vậy là bạn hoàn toàn yên tâm với công cụ miễn phí này, nó sẽ không bị tạp nham như các công cụ miễn phí khác. Rồi, để tải công cụ miễn phí này thì bạn hãy vào cái đường link ở phía dưới phần chú thích của video này. Rồi, sau khi bạn đăng nhập vào cái tài khoản của mình rồi thì bạn sẽ có phần download ở đây và bạn tìm thấy cái bản của mình. Tất nhiên ở trong này có rất nhiều các bản mà các bạn có thể dùng thử để chúng ta xem là cái hãng này nó có tốt không. Nhưng về cơ bản thì T-de-esser là một những công cụ mà các bạn sẽ thấy là rất là hay. Bây giờ mình ấn download. Và đây chính là cái giao diện của cái T-de-esser. Và bạn nhìn thấy nó khá đơn giản. Ở đây còn có chữ là Nature Sound de-esser, tức là nó khiến cho cái de-esser nghe trở nên tự nhiên hơn. Wow, là một cái quảng cáo rất là kinh. Rồi, ở đây chúng ta có thể là phóng to kích thước nó ra bằng cách là bạn ấn vào cái chỗ ba cái sọc đây. Ở đây nó phần view này, bạn chọn là 150. Mình sẽ để 150 cho nó to các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tóm tắt qua các chức năng của nó trước khi chúng ta tác động vào. Thứ nhất là bạn có công tắc bật tắt cái công cụ này. Đó, AB là chuyển từ setting A sang setting B để bạn có thể so sánh trước và sau, hoặc là so sánh giữa setting này và setting kia để chúng ta xử lý lựa chọn cái nào tốt nhất. Rồi, ở đây có phần output, tức là kiểm soát mức đầu ra khi bạn de-esser, đúng không? De-esser thực ra là công cụ compressor mà khi nó nén âm thanh xuống thì nó sẽ làm nhỏ âm thanh. Và như chúng ta biết là de-esser nó còn nhiều các chức năng khác nữa, nó có thể sử dụng giống như một cái công cụ de-esser, tuy nhiên nó sẽ sidechain với cả một cái tín hiệu EQ hoặc là một cái tần số xác định. Thì để sidechain nó thì các bạn sẽ có các phần frequency range ở đây. Hay nói khác là frequency range chính là khu vực mà chúng ta chọn để âm thanh phát ra cái tiếng de-esser đó. Bạn hãy quan sát trên sóng âm thanh của chúng ta, phần nào trên sóng âm thanh nó có quá nhiều các tiếng nổi bật của âm thanh thì phần đó chính là de-esser để chúng ta chọn. Và tất nhiên nếu bạn có thể, bạn không biết, bạn lại chọn tất cả những cái này và bạn nghe cảm thấy là cái phần de-esser nó bị giảm xuống thì là ok. Processing tức là nó giống như kiểu threshold vậy, bạn có thể decibel nhỏ nhất và decibel lớn nhất để chúng ta xác định cái ngưỡng mà de-esser sẽ hoạt động và chúng ta kéo cho đến khi mà chúng ta nhìn thấy cái de-esser nó lẩy xuống. Ok. Intensity chính là cường độ. Cường độ này bạn hãy tưởng tượng nó giống như kiểu là resto vậy, nó giống resto, nó là nó khả năng giảm nén của nó là bao nhiêu khi chúng ta đặt ngưỡng xuống và khả năng là giảm lượng âm thanh của nó là nhiều hay ít. Hay nói khác là khả năng tác động của cái de-esser này nó mạnh hay nó nhẹ. Tiếp theo là shape list. Do bình thường các công cụ de-esser, giả dụ chúng ta có cái de-esser của cái Wave plugin đây, thì các bạn hãy tưởng tượng rằng shape list chính là cái đường cong màu đỏ ở đây, nó mở rộng ra hay nó thu hẹp vào. Hay nói khác là khi chúng ta chọn lựa chọn cái frequency, tức là lựa chọn cái khoảng tần số ở đây, thì cái vùng lựa chọn của nó mở rộng ra hay nó thu hẹp vào. Bởi vì một số các de-esser nó chỉ xuất hiện trong một cái khu vực rất là nhỏ thôi, nhưng mà có một số de-esser khác nó xuất hiện trong một khu vực rất là lớn của giải tần số. Cái này tùy thuộc vào từng giọng hát của mỗi người, nó sẽ khác nhau. Và rất tiếc là trong cái de-esser này thì nó không có một cái là, đó chính là nó có chức năng monitor giống như cái de-esser của cái Wave hoặc là các công cụ khác. Ở đây là công cụ de-esser chuyên dành cho giọng hát và nó sẽ chỉ có 4 khu vực chúng ta chọn thôi. Quá là dễ dàng cho chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nó. Mình sẽ bypass cái này đi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe giọng hát gốc của chúng ta ở đây. Wow! Và bạn nhìn thấy đó, cái giao diện nó lạ lắm. Nó không giống cái giao diện này. Tại vì thật ra phiên bản mình cài phiên bản này thì từ hôm qua. Nhưng mà sau một ngày nó tự update lên phiên bản Plus. Bạn hãy nhìn thấy này, phiên bản Plus giao diện nó nhiều hơn một chút. Tất nhiên là chức năng thì nó giống hệt nhau. Bạn có thể nhìn thấy là có những chức năng nó hiện ra và chức năng nó ẩn đi.
người ta làm kinh doanh người ta khôn lắm, người ta đưa cho bạn một cái bản free mà bạn nghĩ rằng là nó giao diện nó cũng đơn giản thôi. Sau đến lúc nó tự động nó cập nhật lên cái phiên bản Plus này, và đây chính là phiên bản Plus, nó cũng hoàn toàn free thôi. Đó, nó cũng thường hoàn toàn free thôi nhưng mà nó ẩn các chức năng của phiên bản Pro đi. Đó, và khi nó ẩn chức năng của phiên bản Pro đi thì bạn kiểu dạng bạn 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 dùng phiên bản Plus thì bạn tự nhiên bạn thấy kiểu ngứa ngáy khó chịu, bạn cảm thấy là ui dồi ôi nó sử dụng tuyệt vời quá, thế là bạn phải mua. Đấy, cái đấy là cái chiêu bài, cái đấy là cái kiểu nghệ thuật kinh doanh của người ta, đó nghệ thuật bán hàng của người ta, và chúng ta chỉ quan tâm đến chức năng của nó thôi. Fly me to the moon and let me Đó bạn thấy Fly me through the moon, through rất là mạnh. Thì bây giờ chúng ta sử dụng các công cụ bình thường, chúng ta sẽ làm cân bằng âm thanh bằng cách chúng ta sử dụng các công cụ compressor. Giả dụ mình sẽ sử dụng RVox ở đây và mình nén xuống. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Bạn ấy thấy rằng là chữ true nó khá là mạnh, còn những cái chữ khác về câu sau ấy, nó khá là hiền lành. Và đặc biệt khi chúng ta sử dụng com lên thì thôi rồi nó càng to hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ dezer. Công cụ dezer là nó sẽ loại bỏ tất cả những vấn đề này đi. Tất nhiên là bạn cũng có thể xử lý bằng tay, nhiều bạn thích việc xử lý bằng tay bằng cách là chúng ta sẽ lựa chọn vùng Sibian và chúng ta cắt nó ra. Chúng ta sẽ lựa chọn vùng Sibian và chúng ta tiến hành cắt nó ra như thế này, và sau đó chúng ta sẽ giảm nó đi như thế này, đúng không ạ? Thì âm thanh nó sẽ nhẹ hơn. Đó, nó sẽ nhẹ hơn. Khi chúng ta lười cái quá trình này ấy, chúng ta hay sử dụng công cụ DSR, mà như mình nói là công cụ DSR là công cụ giảm âm lượng, nó giống như kiểu âm lượng đang như này chúng ta giảm xuống mà thôi, nó dễ khá sử dụng. Bây giờ mình sẽ cứ tăng lên cho các bạn nghe cho nó mình nghe cái sự tác động của nó để rõ ràng. Đấy là mình cố tình mình tăng lên thôi nhá. Đó, rất là to đúng không? To the moon. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công cụ DSR. Công cụ DSR thì nó rất là đơn giản, đó chính là nó sẽ là một công cụ compressor nhưng nó sẽ sidechain với một khoảng tần số nhất định. Khi chúng ta quan sát giải tần số trên EQ của chúng ta, các công cụ EQ của chúng ta sẽ thấy rằng là đó, bạn có thể thấy rằng là tại khu vực 5k đến 10 kHz này, âm thanh nó nổi trội lên và đột ngột so với các phần khác. So với các phần khác nhé, các bạn chú ý. Đó, nó nổi bật lên so với các phần khác. Bởi vậy là DSR nó là một cái compressor, nó nén âm thanh xuống nhưng với điều kiện là âm thanh nó phải nổi trội lên tại một khu vực tần số xác định. Bây giờ chúng ta sẽ nghe âm thanh gốc trước này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bật cái DSR lên. Bạn thấy rằng là cái âm thanh nó bị nén xuống đúng không ạ? Nó nhỏ đi nhưng mà nó vẫn chảy ra tiếng bật, tại vì sao? Tại vì nó là công cụ compressor. Nó là một cái compressor. Bởi vậy là cái âm bật nó ra. Vậy thì bây giờ chúng ta sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng công cụ đầu tiên, chúng ta hãy để intensity ở mức trung bình, shape ở mức trung bình, và chúng ta lựa chọn phần 2 này trước để chúng ta giá trị mặc định của nó là 2 mà. Thế chúng ta để giá trị mặc định ấy trước để chúng ta xác định cái khu vực tần số ở mức trung bình thôi. Trung bình, sau đó chúng ta sẽ chỉnh processing. Khi bạn chỉnh processing xuống, bạn sẽ chú ý rằng là khi anh hát bình thường thì cái màu đỏ ở bên này, cái gain dilution này nó có giảm hay không? Đó, bạn chú ý rằng là khi cái chữ S hoặc là chữ Sibian S nó bắt đầu xuất hiện thì nó sẽ có cái vạch đỏ này chính là cái mức biên độ bị giảm xuống. Bạn giảm càng nhiều thì nó càng xuống thấp. Bạn thấy rằng là khi mình kéo xuống thấp thế này thì lúc nào âm thanh nó cũng bị nén xuống, lúc nào âm thanh nó cũng bị nén xuống. Và điều này nó giống hoạt động giống như kiểu một cái compressor vậy, nó lúc nào nó cũng lên xuống như thế là không ổn đúng không? Vậy thì làm sao để chúng ta điều chỉnh cái phần processing này? Bạn hãy căn làm sao khi chúng ta hát bình thường thì nó không xuất hiện nén, nhưng khi nào xuất hiện những cái chữ như kiểu là t c s này lọ thì nó mình sẽ thấy nó lén xuống là được. Giả dụ ở đây. Đó. Đó vẫn có khoảng tầm không phẩy mấy đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tăng lên một chút. Đó.
Fly me to the Đó. moon and let me play among the stars. Đó, star 0,4. Tiếp theo của chúng ta là chúng ta xác định cái intensity. Thì để xác định xem là nó khử được bao nhiêu, nhiều hay ít, bạn hãy lắng nghe khi chúng ta tăng giảm. Fly me to the moon. Nó vẫn còn to đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tăng lên nhiều hơn. Fly me to the moon and let me play among the stars. Đó, bạn thấy rằng là cái mức nén ở dưới này nó đã kiểu tăng lên rất là nhiều, cái mức này nó tăng lên nhiều. Nhưng bạn vẫn phải chú ý đó chính là khi chúng ta tăng giảm intensity đi thì nó vẫn kiểu các cái phần này này ở các cái câu chữ bình thường ấy, nó không nén, chỉ có những cái phần đấy là nén thôi. Như thế này là khá là ok, tại vì cái chữ của mình ở đây mình đã cố tình tăng lên rồi và nó khá là khỏe. Fly me to the moon. Đó, nó khá là khỏe. Chứ còn ở trong giai đoạn bình thường, chúng ta hát chúng ta đâu có như thế đúng không ạ? Ở đoạn này là bình thường này. Let me see what spring is like on. Đó, ở đây thì bạn thấy là bình thường, bạn thấy rất là tự nhiên luôn, chứ không bị kiểu nổ to như này. Ở đây là bị nổ to các bạn nhé. Rồi, do là mình đã cố tình làm cho nó lên. Tiếp theo là chúng ta làm gì? Chúng ta xác định cái rank của nó. Bạn hãy chú ý khi chúng ta bật các cái rank này lên. Đó, bạn thấy là cái decibel giảm đỏ đỏ ở đây nó nhiều nhất thì bạn chọn cái đó. Ở đây mình chọn low 2 trước. Fly me to the moon. Bạn thấy rằng ở đây đúng không? Nó 3,4 hoặc là thậm chí nó còn không diễn ra cái quá trình si biển đấy. Đó, đây là 2 mids. Fly me to the moon. Ở đây là 2 đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn là 2. Fly me to the 6,8 đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tiếp tục này. 2 end. Fly me to the 8,1 đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ chọn đó là 2S để chúng ta giảm lực đi. Rồi, như chúng ta vẫn nói thế nào, nó có một cái khu vực, chúng ta có mở rộng khu vực để chúng ta xác định cái sự tự nhiên của nó, cái sự tự nhiên khi nó lén xuống của nó. Ở đây chúng ta sẽ chọn là shape nhỏ nhất. Fly me to the moon. Bạn hãy cố gắng quan sát cái vùng này. Shape cao hơn. Fly me to the moon and let me play among. Ở đây chúng ta lên mở rộng shape ra, tại vì nó có thời gian quá lớn và âm thanh quá thấp trên một diện rộng của tần số. Fly me to the moon and let me play among the stars. Đó là cách để các bạn có thể là sử dụng nó. Vậy thì thực tế trong cái ứng dụng thực tế của chúng ta, cái âm thanh Siben nó không to như kiểu này đâu. Cái này nó chỉ xinh xinh ở đây thôi, nó chính xác của nó như này. Đó, nó nhỏ như này thôi. Bởi vậy là bây giờ chúng ta sẽ nghe âm thanh thực tế của nó khi chúng ta xử một cách bình thường. Tại vì như chúng ta biết là công cụ DSR nó là công cụ compressor, và các bạn hãy nghe thấy là mặc dù âm Siben nó được giảm đi nhưng mà bạn hãy nghe thấy những cú bật đúng không ạ? Tại vì nó thật theo nguyên lý của compressor, và điều đó nghĩa là gì? Khi chúng ta nén càng căng thì nó càng bị bật. Đặc biệt là đối với những nguồn âm thanh mà vừa nãy chúng ta đã cố tình chúng ta khuếch đại nó lên như thế này rồi. Chứ còn bình thường là âm thanh si biển nó chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi, nó không to đến thế đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe âm thanh. Thì như hãng quảng cáo đó chính là nó, bạn nhìn thấy đây, đó chính là Nature Sound DSR. Lúc này bạn hãy nghe khả năng xử lý của nó. Nó có tự nhiên hay không? Fly me to the moon and let me play among the stars. Với việc là mình chỉnh sang 2 thì mình thấy rằng là vừa nãy là chúng ta chỉnh 2N để chúng ta test cái phần mà âm thanh này thôi. Còn bây giờ chúng ta đối với dạng âm thanh bình thường thì mình thấy rằng là đối với âm thanh bình thường mình thấy là ở 2 này là nó lại sẽ tốt hơn cho giọng hát của chúng ta. Bạn hãy nghe trước và sau. Trước này. Let me see what spring is like on June. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ bật lên. Bạn hãy nghe sự tự nhiên cũng như là sự giảm âm lượng của nó. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Đó, nó sẽ giảm bớt cho các bạn đi rất là nhiều. Cái quan trọng của công cụ DSR mà nó có hay hay không, đó chính là bạn phải cố gắng kiểm soát cái sự ra vào của cái âm thanh đó. Nó bơm thở, nó nhẹ nhàng. Cái phần DSR nó được nén xuống và nảy lên trên một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nó không bị giật cục thì nó sẽ làm cho thì âm thanh nó mới tự nhiên.
Và đó là plugin T-Razor miễn phí của hãng Tech Innova. Và nếu bạn cảm thấy cái plugin này thú vị đối với bạn thì bạn hãy cố gắng download về và sử dụng nó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like và subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip nhé. Xin cảm ơn các bạn.